Vâng, xin được kính chào quý anh chị em quay trở lại với kênh của Em Tới Ô Tô tại địa chỉ cơ sở 2 số 17 đường Phạm Hùng đối diện bến xe Minh Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Rất mong quý anh chị ủng hộ kênh cho Em Tới Ô Tô, hãy like và đăng ký kênh. Trên thị trường xe đã qua sử dụng thì em xin giới thiệu cho quý vị một mẫu xe Toyota Land Cruiser Bajado phiên bản nhập Nhật. Vâng, cùng em khám phá chiếc xe với bề ngoài của chiếc Toyota này. Bajado này thì nó rất là khỏe khoắn. Phần ca lăng này, đây quý anh chị, rất là sắc nét, với những thanh dọc được mạ cờ rôm và sơn bóng. Xe thì có cụm đèn trước của chiếc xe là dạng đèn LED. Vâng, đèn LED. Và có đường viền mạ cờ rôm, ôm trọn với ca lăng của chiếc xe. Thì chiếc xe cũng được trang bị giải đèn LED ban ngày và có thiết bị rửa đèn quý anh chị nhé. Vâng, đây tiếp đến đó là đèn chiếu sương mù. Vâng, đèn chiếu sương mù thì cũng đã có mạ cờ rôm rất là sáng nét và sơn bóng tinh tế. Vâng, với bánh xe 18 inch, lốp theo xe quý anh chị nhé. Xe sản xuất năm 2020. Vâng, xe đi cực kỳ nướt, mới có 4.000 km. Vâng, nhìn những rãnh lốp thì rất là sâu, xe mới hầu như là mới đi luôn. Vâng, nước sơn zin nguyên bản theo xe quý anh chị nhé. Nước sơn chưa bị một vết xước nào. Vâng, thì tay nắm cửa cùng màu với lại màu sơn. Vâng, có đường viền chân kính mạ cờ rôm, gương kính chỉnh điện, gương được chỉnh điện theo các hướng và có báo rẽ xi nhan theo gương chiếu hậu. Ốp bậc được trang bị lên xuống cỡ lớn. Vâng, chiếc Bajado xuất Nhật. Vâng, lốp treo thưa quý vị nhá, chưa hạ. Vâng, với có cảm biến rất là an toàn, camera lùi và xe được thiết kế mở ngang, có đèn phanh trên cao và gạt mưa. Cửa thì có hai lớp. Vâng, cửa thì có hai lớp, quý anh chị chỉ cần bật đây, cửa có thể mở ra. Vâng, thì hàng ghế thứ ba quý anh chị có thể chỉnh điện, chỉnh lên xuống. Vâng, chỉnh lên xuống tất cả hàng ghế điện khi quý vị nổ máy, móc đồ và dụng cụ mở xe, sạc điện 100W. Vâng, chiếc xe rất đầy đủ tiện nghi, hàng ghế cửa gió đến từng chỗ ngồi, có kệ để tay, hàng ghế thứ ba có kệ để tay và ni đựng nước. Ốp bậc sau được trang bị nhựa nên là bước lên bước xuống quý vị không sợ trầy xước nhé. Vâng, xe đóng mở rất là nhẹ nhàng. Cụm đèn sau cũng được đây ạ. Vâng, cửa kính sau được có trợ lực đẩy nhẹ nhàng. Và cụm đèn sau đây quý vị, thiết kế rất là hùng hổ, to. Và chiếc đèn đây là dạng cụm đèn sau được thiết kế dạng đèn LED quý anh chị nhé. Cùng em khám phá vào nội thất của chiếc xe. Vâng, với nội thất màu đen và ghế da nguyên bản thì chiếc ghế, hai ghế, ghế lái và ghế phụ đều được chỉnh điện. Riêng ghế lái thì được chỉnh 12 hướng quý anh chị nhé. Vâng, táp bi thì cũng được pha ra. Cửa kính lên xuống một chạm. Vâng, điều chỉnh gương, đèn pha, rửa đèn và tăng giảm độ sáng quý anh chị. Với vô lăng bọc da kết hợp với các nút phím bấm. Vâng, xe cũng được trang bị ga tự động Cruise Control. Màn hình trung tâm kết nối Bluetooth, kết nối điện thoại, đầu USB và đĩa DVD quý anh chị nhé. Với loa
với thiết kế loa trên phần táp lô thì đây quý anh chị, mời quý anh chị, loa bass, loa âm thanh rất là chất. Vâng, với xe hai cầu thì sử dụng các phím chỉnh cơ trên đây, có 4 chế độ lái quý anh chị nhé. Ngoài ra thiết kế xe còn chống trơn trượt và tắt bật cảm biến, điều hòa thì hai vùng độc lập. Vâng, tự do cái gì, điều hòa auto và điều chỉnh hai cửa gió riêng biệt quý anh chị nhé. Ngoài ra chiếc xe còn được trang bị cổng 12V và sấy hai ghế ngồi quý anh chị. Vâng, sấy hai ghế ngồi, cổng USB đây ạ. Vâng, ngoài ra còn đựng ni đựng nước và được đậy, nắp đậy mở rất là tiện. Vâng, mời quý vị cùng em khám phá hàng ghế sau. Vâng, hàng ghế phía sau rất là mịn, hầu như là hàng ghế sau chưa có ngồi một tí gì quý anh chị nhé. Vâng, hàng ghế cũng được thiết bị cổng 12V và điều hòa phía sau cũng là điều hòa tự động quý anh chị nhé. Điều chỉnh các hướng, tăng giảm độ gió và tắt bật. Xong rồi. Vâng, thì với một chiếc xe đã qua sử dụng, bên em luôn mang những cái mẫu xe cực kỳ đẹp đến cho khách hàng. Thì chiếc xe bên em đang có giá bán là, với bên giá bên em đang bán là 2.495.000.000. Thì hỗ trợ cho quý vị lên đến 75% trả góp ngân hàng. Quý vị chỉ cần hơn 700 triệu là có thể sở hữu một chiếc xe này về với gia đình của mình. Thì chiếc xe bên em luôn luôn cam kết cho quý anh chị là xe không tai nạn, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm, xe không bị tai nạn, không bị ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý rõ ràng, không bị tháo cổng máy. Vâng, thì đến với bên em quý anh chị có thể kiểm tra bất kỳ đâu, mang ra hãng hay bất cứ gara nào tin tưởng. Thì em mời quý vị đến showroom tại số địa chỉ số 17 Phạm Hồ, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để xem xe và chạy thử, cũng như kiểm tra xe, chất lượng xe. Thì rất mong quý anh chị ủng hộ kênh của em đã qua sử dụng, những ô tô đã qua sử dụng. Thì xin quý anh chị cho em một like, một subscribe để kênh của em trở nên phong phú hơn. Em xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Xin chúc quý anh chị một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.